Tử vi tuổi Bính Dần 1986 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Còn những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời, mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra và luôn lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát và thầy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986, đồng thời là cách hóa giải vận đen để gia chủ có thể nắm bắt trong đầu năm mới công việc suôn sẻ. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hòa Cụ. Xung Thân, Hình Tị, Hại Tị, Phá Hợi, Tuổi Dậu, đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, tức ngày 17 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1, tức ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, tức ngày 20 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, tức ngày 4 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần 1986 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Dần Dương Mậu là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không đáng có. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, tức ngày 17 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Sai đấy. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy.
để giúp các gia chủ hóa giải những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hành thông, rộng mở, thì người tuổi Bính Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế, hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, cần sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Bính Dần. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Bính Dần cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nếu bạn càng cố làm những công to, việc lớn càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Trong tháng, sự đam mê học hỏi không ngừng khiến chính người tuổi Bính Dần cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Bính Dần không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Bính Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Bính Dần. Trong tháng 1 âm lịch này, cuộc sống của người tuổi Bính Dần thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bạn xa khỏi guồng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy, đường tài lộc của tuổi Bính Dần có thể có một sự kiện màu nhiệm đẩy bản mệnh tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may, nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của bản mệnh được đền đáp xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để may mắn thành công, các gia chủ Bính Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Bính Dần. Theo tử vi, thì phương diện tình cảm của tuổi Bính Dần trong tháng 1 âm lịch có nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Bính Dần đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Cũng do bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Bính Dần sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến như vậy xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người đó để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm là trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, tháng 1 âm lịch có thể sẽ có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Bính Dần không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng.
Nếu có thể thì bản mệnh nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Đặc biệt, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị vận trình tử vi của gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 1 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.